Chào các bạn trở lại phần truyền hình trực tiếp của Magic Milasov. Cái trận là trận thứ hai mà bên nhánh thua giữa Lương Đức Thiện và Nguyễn Viết Tâm. Bàn phá đầu tiên thuộc về Lương Đức Thiện. Một cú phá quá là tốt. Cú phá đã được tập luyện. Chào mẹ bố xinh đẹp. Vâng, cái cú phá ăn 2 bi lỗ 10 và con 1 con 2 thì đều cửa lỗ hết rồi. Vâng, các bạn chia sẻ giúp Magic Milasov cái clip này về tường đi ạ, để cho nhiều người được theo dõi cái giải vô địch quốc gia này cũng như là ủng hộ Magic Milasov. Thanh niên hơi hỏng, kiểm tra vui lòng kiểm tra giúp cái mạng tại chỗ bạn nhé, bởi vì như mình thấy đây thì xem rất là đang rất mượt ạ. Ô, mọi người phải hết dung lượng hay sao, mời của anh đâu, anh xem thấy nét căng đây mà nhỉ. Mình kiểm tra lại cái mạng cho mình xem nào. Đúng rồi, bạn lạc rồi. Tâm Thường Tín gặp Lương Đức Thiện. Vâng, đây là ván đấu đầu tiên và phán phá đầu tiên của Lương Đức Thiện. Vâng, điều 4 lỗ 10 hay là 4 lỗ tít đây. Vâng, mọi người cùng chia sẻ giúp Thanh Ken cái clip này về tường đi ạ. Vâng, một cú điều 4 lỗ 10. Hình thuận hết rồi, chỉ còn việc chọc vào lỗ nữa thôi. Tiếp tục là một cú trồ con 7 tiếp. Ở trận đấu trước thì Lương Đức Thiện vừa để thua. Lương Thiện thua ai chịu riêng nhỉ? Có vừa thua một trận trước. Lương Đức Thiện vừa để thua một trận. Ở trận đấu trước, giờ Lương Đức Thiện đang nhảy sang cái bên nhánh thua và chỉ cần thắng trận này và một trận nữa là Lương Đức Thiện vẫn có quyền vào lật đấu loại trực tiếp 16 người. Xin chào Hoàng Long, em xin thả thính chung MC thì có việc gia đình cho nên là đã về nhà trước rồi ạ. Vâng, chỉ lỗ 10 đi, 10 lỗ góc. Rồi, đã chỉ rồi, 1-0 cho Lương Đức Thiện. Ở cái giải đấu 10 bi năm nay và bắt đầu từ năm trước rồi. Cái luật chỉ bi thì chỉ cần áp dụng với những cái bi mục tiêu có trên một cái mục tiêu vào lỗ, trên một cái hướng vào lỗ. Ví dụ như trong cái tình huống bị cộng bi hoặc là cân bi hoặc là một cái thế bi mà nó nằm trơ lơ giữa bàn có hai hướng đánh thì lúc đấy mới phải chỉ bi. Đỗ Trường, xin chào Đỗ Trường, mình vừa có một trận thua trước cơ thủ Nguyễn Hoàng Minh Tài. Anh đây Mai ơi, anh đang ở Cần Thơ. Chắc là 30 anh về, mùng 1 tháng 7. Đúng rồi, đến giải quốc gia. Sửa gì đấy. Ok, thế để anh sẽ đi, anh sẽ nhờ ra lấy xong rồi hôm nay anh về anh kiểm tra cho. Rồi, ok. Ok, anh nhận được xong mình cần gửi gì anh sẽ alo lại. Ok.
Vâng, một cú phá rất tốt về con cái của Tâm Thường Tín. À không phải đâu, sáng nay Lương Chí Dũng quên chỉ con 10, nhưng mà cái quyền đánh sẽ là nhấc con 10 lên đặt ở cái vị trí spot, nhưng mà cái điểm vị trí đặt ngon quá cho nên là Lương Chí Dũng đã miễn luôn. Cho nên là chỉ còn về luật thì vẫn phải nhặt con 10 lên và đối thủ vẫn phải đánh tiếp con 10. Chứ không được thua, không bị thua luôn ạ. Hiện giờ Đảng Bắc Ninh đang có một cuộc gặp Thanh Tùng của thành phố Sài Gòn. Vâng, tỷ số hiện giờ đang là 3-0 cho Đảng Bắc Ninh. Alo ạ, em đây ạ. Vâng. À đây ạ, để tôi đây. À đây ạ, vâng. Thế nhưng mà... Vâng, thế... Vâng. Vâng, thế chắc hôm nay em về, em đang ở Cần Thơ, chắc 30 em về, em qua mùng 1 em mới qua em xử lý cho anh được. Anh nhé, và khách dùng tạm biệt gì ạ? Vâng. Dạ vâng, ok. Dạ. Vâng, đầu tháng em qua. Chào mẹ bốp. Đẹp trai và sexy cho nên là vào trong này đang rất là vất vả. Vâng, ván dọn bi thứ hai, một tình huống hơi lòng ngoằng cần phải xử lý. Vâng, một cú cu lê rất hay của Lương Đức Thiện. Vâng, chỉ còn có 5 bi trên bàn. Hơi lỗi má một chút rồi, nhưng trong tình huống này thì cũng không có gì khó khăn khi cầm đứng im ở vị trí con 7 là đẹp nhất rồi. Út Nam kiên xếu thì đánh xong snooker rồi và đã về trở về Hà Nội rồi. Vâng, quá nhẹ nhàng đơn giản cho cầu thủ Lương Đức Thiện. Tỷ số gần như chắc chắn là 2-0 rồi. Chỉ còn con 9 và con 10. Nào mọi người chia sẻ giúp ra thành kiến cái clip này về tường đi ạ. Vâng, một cú cu lê một băng. Chỉ lỗi 10 lỗ góc. Vâng, đã chỉ rồi, 2-0 cho Lương Đức Thiện. Vâng, ở trong cái nội dung thi đấu 10 bi này là một nội dung thi đấu thế mạnh của Lương Đức Thiện. Lương Đức Thiện có một cú phá 10 bi là theo tôi đánh giá là vô cùng tốt, bởi vì hàng ngày cậu ấy đều đều tập phá, và cái cú phá của Lương Đức Thiện nó là thành quả của bao nhiêu ngày tháng tập luyện. Rất nhiều lần Lương Đức Thiện đã phá bi mà có 10 bi mà chết đến cả 6 bi. Vâng, xin chào Quang Huy. Vâng, trên màn hình các bạn là cái shop Magic Billiard Shop của mình. À, trên shop của mình hiện là phân phối rất nhiều các cái loại gậy chính hãng uy tín nổi tiếng trên thế giới như Mad, Mid, Predator, Lucchese. Vâng, ai có nhu cầu gì về gậy gộc hoặc cần tư vấn gì bàn bóng bia thì cứ liên hệ với shop hoặc là alo theo cái số điện thoại của mình trên màn hình, mình sẽ tận tình tư vấn. À, xin chào Hoàng Long. Tuấn Con thì vừa sáng nay có một trận thi đấu với Hoàng Vũng Tàu và tạm thời đang bị thua một trận. Nhưng mà Tuấn Con thì đánh rất tốt, yên tâm.
chắc chắn là sẽ có mặt ở trong vòng loại trực tiếp rồi. Sẽ rất sẵn sàng, chắc là đợt tới này về mình sẽ ghé Thái Bình thôi Quang Huy. Vâng, đúng rồi, các bạn có thể thấy cái thành quả của cú phá đã được tập luyện của Lương Đức Thiện, bi chết rào rào. Đúng rồi, như Hưng Nguyễn đã nói, phá thì rất dễ nhưng mà phá 10 bi thì không dễ. Dạ vâng, anh vận to mic lên giúp em, anh thêm được thường. Như em kiểm tra ở đây thì cho mic to lên tí anh nhỉ. Dạ vâng. Vâng, điều chỉnh mic to lắm rồi đấy anh ạ. Vâng. Vâng, mọi người vui lòng chia sẻ giúp thành viên cũng như ủng hộ Magic Blast Shop chia sẻ cái clip này về tường địa. Và một cú chạy bi rất sinh viên của Lương Thế Thiện. Cho nhìn thấy bi nhưng mà rất khó, mỗi bi một hướng. Vâng, ở bàn bên cạnh thì tỷ số giữa trận đấu của Đức Anh và Thế Hiển hiện giờ đang là 4-3 cho Thế Hiển. Quyền dọn bàn đang thuộc về Đức Anh. Còn ở trên bàn của Văn Đãng và Thanh Tùng của Sài Gòn, tỷ số đang là 3-0 cho Văn Đãng. Ở trận đấu giữa Lê Trung và Văn Huynh của Hà Nội, tỷ số đang là 1-0 cho Lê Trung. Mạc Đông, giải Hải Dương thì hiện giờ như thông tin nhận được thì bên ban tổ chức, nhà tài trợ chính thì cũng đang nghiên cứu cái phương án tổ chức, cũng chưa cụ thể lắm, mình nắm chưa rõ được cái thông tin về giải đấu này cho nên là không biết được có tham gia không, nhưng mà gần như là chắc chắn sẽ có mặt để cổ vũ và ủng hộ mọi người. Đúng ạ, trận chung kết giữa Lương Đức Thiện và Nguyễn Anh Tuấn là một trận đấu quá căng thẳng cho Lương Đức Thiện. Thứ nhất là lần đầu tiên cậu ấy vào chung kết ở một cái giải vô địch quốc gia, trong khi năm nay mới là năm thứ ba cậu ấy tham gia cái giải vô địch quốc gia. Vâng, và hơn nữa là cậu đấy vừa mới chiến đấu một cái trận bán kết rất là căng thẳng với cầu thủ hàng đầu của Việt Nam, Đỗ Thế Kiên. Nên là sức lực của cậu ấy có lẽ đã gần như cạn kiệt, nên là mọi người xem cái trận đấu đấy thấy nó nhạt cũng là dễ hiểu. Tùng Nguyễn Văn, cái giải đấu này là giải đấu vô địch quốc gia hàng năm của BIA mình, hiện giờ đang tổ chức ở thành phố Cần Thơ. Vâng ạ, mọi người vui lòng chia sẻ giúp cái clip này về tường để ủng hộ cho Magic Blast Shop đi ạ. Một cú chém con bi rất hay của cầu thủ Nguyễn Việt Tâm. Tâm Thường Tín. Nào, mọi người chia sẻ giúp thành viên cái clip này đi ạ. Chỉ còn có 4 bi. Vâng, Thành Tâm Việt Tâm đã mở cái má trong của con 7, chắc là để đánh hai bằng con 7 này rồi. Hoàng Long vô địch quốc gia tiền đề chết người. Dạ không có đâu ạ. Ở cái hệ thống giải vô địch quốc gia này thì cái tiền thưởng cho vận động viên vô địch là 3 triệu đồng cho cái giải vô địch, chứ cũng không đến mức đè trên người đâu ạ. Nguyễn Minh Khôi, đây là Tâm Bi Tít. Vâng, xin cảm ơn Nguyễn Minh Khôi đã biết thêm một cái biệt danh của Tâm Thường Tín.
Vâng, tỷ số đã là 1-2, rút ngắn được tỷ số rồi. Vâng, ván phá này là Việt Tâm có quyền phá, liệu anh ấy có tận dụng tốt cái cú phá này để san bằng được tỷ số không? Ở cái giải vô địch địch quốc gia này thì đang sử dụng cái bàn của nhà tài trợ Min. Cái bàn này thì rất được thịnh hành ở trong Sài Gòn. Cái bàn Min này là của Hàn Quốc. Và cái lỗ thi đấu của bàn tiêu chuẩn quốc gia này là lỗ 11 cm. Và ở câu lạc bộ các bạn hay thấy thì cái lỗ lỗ mà ở các câu lạc bộ thông thường là 10,5, 10,3 cm. Cho nên là nếu như đánh cái lỗ đấy rồi thì sẽ thấy cái lỗ này rất to. Tuy nhiên là với cái áp lực của những cái trận đánh này thì không hề đơn giản. Vâng, xin chào anh Thành, đến từ Cao Bằng. Anh ạ. Vâng, anh Hoàng Long. Cái giải vô địch quốc gia này thì giải thưởng đúng là hàng năm chỉ có 3 triệu đồng cho giải nhất thôi ạ. Kèm với đấy là những cái chế độ cho cái vận động viên vô địch sẽ được biên chế trong đội tuyển quốc gia. Và được hưởng cái chế độ tiền ăn và cũng như là cái công tập của theo cái chế độ của vận động viên quốc gia. Vâng, một cú phá quá tốt. Nhìn thấy một rồi, một ra cửa lỗ rồi. Wow, chết 3 bi. Chết 4 bi. Chết 3 bi, dạ vâng. Rồi quá ngon ăn rồi. Cơ hội để cho Việt Tâm san bằng tỷ số. Vâng, em chào anh Thành. Chào anh Tuấn Kha, anh Tạ Quốc Tuấn. Vâng, những cái giải đấu này hàng năm thì đều có tên của anh Tạ Quốc Tuấn. Nhưng chắc anh Tuấn do bận việc công việc gia đình hay sao đấy mà năm nay lại không thấy xuất hiện. Vâng, anh Thành, em là Kiên. Nên là cũng biết anh từ rất lâu rồi ạ, chứ không phải mới biết, cho nên là biết anh rất rõ luôn ạ. Vâng, chỉ cần một cú trích một băng lấy má thật đẹp con sáu nữa thôi là cái ván đấu này coi như đã được mở cho Viết Tâm. Một cú đầy quá hay. Ở cái giải đấu này thì tôi thấy Viết Tâm đánh tốt hơn hẳn so với những cái giải đấu trước. Vâng, thưa bạn Hoàng Long, ở trong cái vòng chung kết của giải vô địch quốc gia này thì những cái vận động viên tham dự cái vòng chung kết này đều được ở những cái đơn vị quận huyện nơi mình thi đấu cho thành phố nơi mình thi đấu, ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, thì đều tài trợ tiền vé và tiền ăn, cho nên là những cái chi phí đấy thì hoàn toàn là vận động viên không phải bỏ ra. Dạ vâng, anh Thành, có gì anh cứ alo cho em ạ. Hơi xấu má một tí và bây giờ sẽ là một cái cú cúp con chín. Vâng, quá chính xác Lê Viết Tâm. Vâng, đã chỉ lỗ 10 chưa vậy? Vâng, em chào chị Nguyệt, quán có đông khách không ạ? Vâng, tỷ số đã là 2-2 cho Viết Tâm. Trận đấu này rất là căng thẳng giữa hai cầu thủ trẻ Lương Đức Thiện đến từ Bắc Cạn, hiện giờ đang thi đấu cho đội tuyển Hà Nội với cái thành tích ở giải đấu 9B vừa rồi là giải nhì vô địch quốc gia năm 2018. Còn năm 2017 thì là cái năm thi đấu thứ hai của Lương Đức Thiện, và Lương Đức Thiện đã giành được cái hạng 3 vô địch quốc gia ở vòng chung kết năm vừa rồi và là năm thứ thi đấu thứ hai. Năm nay là năm thứ ba thi đấu thì Thiện đã có một cái thành tích là huy chương bạc, tức là giải nhì của giải vô địch quốc gia năm 2018. Hy vọng là Thiện sẽ đổi màu được cái huy chương, còn thiếu một cái huy chương vàng nữa thôi, là Thiện có đủ bộ 3 cái huy chương vàng bạc đồng. Hy vọng là ở trong cái nội dung 10B này Thiện sẽ làm được nốt cái điều đấy.
Vâng, đúng là tâm thần tín đấy ạ. Vâng, mọi người chia sẻ giúp ta thành kiên cái clip này về tường đấy ạ. Duy khung. Dạ không ạ. Ở cái nội dung pool 9B thì Lương Đức Thiện đã bị để thua ở trận chung kết, đó là cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn của Hà Nội. Wow, một cái cú phá đã được tập luyện. Các bạn nhìn thấy cái kết quả của cái sự tập luyện của Lương Đức Thiện. Tuy nhiên thì cái thế bi không được thuận lợi lắm. Chắc chắn sẽ là một cú chạy đạn rồi, vì trong cái tình huống này có cân ăn con một thì cũng rất khó để tiếp cận được ra cái vị trí đẹp ở cái con hai. Cái trong tình huống này khi bạn ấy xác định cái con 6 và cái con 10, con 2 sẽ là cái màn chắn để rất dễ dàng có thể chạy được cái con cái về đít con 6 và con 1. Con 1 sẽ nằm sau cái đít con 2 và con 10. Bạn Duy Khung, Lương Đức Thiện đã có một cái trận thắng Đỗ Thế Kiên, trận đấy thì mới là ở bán kết thôi chứ chưa phải là ở chung kết ạ. Vâng, cái trận đấy mới là bán kết thôi ạ. Trận chung kết thì Lương Đức Thiện đã để thua Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, mọi người chia sẻ giúp Thành Kiên cái clip này đi để cho được nhiều người theo dõi cái trận cầu vô cùng kịch tính này ạ. Và cổ vũ cho Lương Đức Thiện, Nguyễn Việt Tâm cũng như là ủng hộ cho Magic Bila Shop. Cố lên Tâm Teo. Vâng, vừa lại nghe được một cái biệt danh nữa của Nguyễn Việt Tâm. Tâm Bi Tít, Tâm Teo và Tâm Thường Tín. Một cú chạy đạn quá hiểm hóc của Lương Đức Thiện. Tôi nhìn thấy đây thì cũng rất khó để có cái góc độ nào có thể tiếp cận được vào con bi số 1. Gần như là bị các bi che hết rồi. Có một cái góc độ đó là đánh qua mặt con bi số 4 và lòn qua chỗ con 2, con 10 và có thể tiếp cận được con 1 ở về hướng con 9. Wow, không chính xác rồi. Nguyễn Việt Tâm chắc cũng sẽ nhìn ra cái đường đấy rồi, nhưng tuy nhiên là bạn ấy thực hiện thì lại không được tốt. One hit, mình bị thua tài heo rồi. Vâng ạ, bạn là Mạnh Bống. Anh Lương Đức Thiện hiện giờ đang sử dụng một cây gậy 6 quét. Cái cây gậy đó hiện giờ đang có giá là gần 4.000 đô. Duy Khung, xin chào bạn Duy Khung, mình là Thành Kiên. Vâng, một cú ba bi rất chính xác, kiểm soát con một và cái rất tốt. Cơ hội để dọn bàn cho Lương Đức Thiện nâng tỷ số lên dẫn trước 3-2. Vâng, gần như là đã xong rồi. Thế bi không còn cái gì để đánh nữa, tất cả đều nằm thuận lợi và thuận hướng điều. Xin chào Phạm Bảo Hậu. Đúng rồi, sau quét từ lớp good. Cái cơ sau quét này đã từng được cơ thủ Nguyễn Công Thành giành cái chức vô địch ở Úc. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thèm Thị Thuồng. Có những cái góp ý gì cho cái kênh truyền thông Magic Mila Shop này, vui lòng mọi người comment và cái hoặc là nhắn tin cho Magic Mila Shop để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ các bạn tốt hơn. Xin chào Tùng Trọc. Tình hình cái hợp đồng nhà ký như thế nào thôi em?
Vâng, rất đơn giản. Lương Đức Thiện sử dụng một cú cắm bi để đều con 9, chém một băng cái chạy hai băng về vị trí con 9 để đánh con 10 lỗ góc. Hay sẽ là một cú đánh nhẹ đây. Vâng, Lương Đức Thiện đã quyết định sử dụng cú đánh nhẹ một băng. Vâng, tỷ số là 3-2 cho Lương Đức Thiện. Vâng, mình kiểm tra lại cái mạng chỗ mình nhá. Chứ anh thấy là đường truyền đang là rất tốt đây. Vâng, ở bàn bên Thế Hiển và Nguyễn Đức Anh thì tỷ số vẫn đang là 4-3 cho Thế Hiển. Ở trên bàn Thanh Tùng và Đặng Bắc Ninh, tỷ số vẫn đang là 3-1 cho Đặng Bắc Ninh. Còn ở trên bàn Văn Huynh và Lê Trung của Vũng Tàu, tỷ số đang là 2-1 cho Lê Trung. Dạ vâng, anh Thành Nguyên. Không có gì đáng tiếc đâu ạ, bởi vì em đánh đúng thực lực đấy ạ. Thực lực của em bây giờ như thế đã là tốt lắm rồi ạ. Vâng, trên màn ảnh là các sản phẩm của Magic Billa Shop. Mọi người có nhu cầu gì với gậy thì cứ... Vâng, mọi người có nhu cầu gì về gậy thì cứ alo cho mình theo cái số điện thoại ở trên màn hình, hoặc là liên hệ tới cái Facebook Magic Billa Shop. Anh hôm nay không đánh tiếp được Hồng Tùng ạ. Anh ở lại bình luận để phục vụ mọi người thôi. Tập trung vào cái chuyên môn thôi. Hoàng Hải, Thiện họ Lường mới đúng. Đúng ạ, Lường Đức Thiện. Thiện là người gốc ở Bắc Cạn. Một cú cân quá tuyệt vời của Thế Hiển ở bên này dẫn Đức Anh lên tỷ số lên 5-3. Quá tuyệt vời. Wow, phá. Không còn gì để nói nữa. Lương Đức Thiện và Viết Tâm đều là những người có những cái cú phá mà quá tuyệt vời. Anh Thành, loại tương đương BK thì anh chuyển sang Fury ạ. Fury bây giờ có cái dòng Earthline cũng giá đắt hơn một chút ạ. Vâng. Chứ hiện giờ BK thì như hãng Mid trả lời với bọn em thì là đang không có hàng ạ. Vâng, một thế bi là quá là ngon ăn rồi. Còn hai lại còn có con 8 ở kia đầu kia nữa nên cái khả năng trượt con hai là gần như là không thể. Vâng, không thèm trúng cả bia 8 luôn. Quá chính xác. Vâng, cái tình huống ở ván này thì có vẻ như là một tình huống duy nhất, đấy là tình huống cái con 10. Con 10 nằm ở sát vị trí lớp 10. Tuy nhiên thì cái con 9 lại nằm ở vị trí rất thuận lợi để có thể điều được con 10 dễ dàng khi mà đưa cái về sát băng dài để hai con cái và 10 thẳng tắp lỗ tít. Dạ vâng, ok anh Thành ạ. Dạ vâng, xin chào anh Agri Trinh. Tam Thái Tử. Vâng, hãng của anh Kiến Pháp là cái hãng Predator, một cái hãng nổi tiếng nhất thế giới về gậy. Hiện giờ cái cây rẻ nhất của cái hãng Predator này thì nó cũng rơi vào tầm 12 triệu 700, chứ cũng không có rẻ hơn 10 triệu đâu ạ. Tuy nhiên là chúng tôi cũng có những cái cách để các bạn có thể sử dụng cái cây gậy đấy với cái giá tầm 10 triệu. Đó là sử dụng một cái đốc Predator cũ và một cái ngọn Predator mới tinh thì cái giá thì sẽ giảm được. Vâng, cái tình huống này thì chỉ cần kiểm soát thật tốt lực để cho con cái và con 10 thẳng tắp lỗ tít thì sẽ không còn cái vấn đề gì nữa. Vâng ạ, nhưng cái tình huống này thì cũng đòi hỏi về kỹ thuật rất cao, vì nếu như hơi mạnh lực một chút thôi thì con cái sẽ bị nở ra, sẽ là cả một vấn đề. Vâng, có vẻ như là tâm bí tít có rất tự tin vào cái tình huống này.
Vâng, cơ hội san bằng tỷ số cho Tâm Bí Tít. Dạ vâng, giọng của em thì cũng biết ngay mà, một tình huống không hề đơn giản ở con 10. Nếu như mà chủ quan một chút, con cái hơi nở băng ra một thôi thì cái tình huống này nó là một cái tình huống rất khó rồi. Nhưng mà tôi thấy có vẻ như Viết Tâm cũng rất tự tin, cho nên là có phần chủ quan ở trong đấy. Và tỷ số đã là 4-2 cho Lương Đức Thiện. Vâng, chắc chắn rồi vì không thể trượt được cái con bi này. 4-2 cho Lương Đức Thiện. Một cơ hội quá đáng tiếc của Viết Tâm khi mà mở má cái con 8 ra con 9 không cẩn thận, cho nên cái góc mở nó bị hơi rộng, cho nên là cái việc kiểm soát chính xác cái vị trí con cái thẳng và đít 10 là rất là khó. Xin chào Bùi Quốc Khánh. Vâng, mọi người chia sẻ giúp Thành Ken cái clip này về tường và để ủng hộ cho Magic Milan Shop đấy ạ. Vâng, và tiếp ván đấu thứ 7 này là cái ván đấu sẽ có quyền phá về Lương Đức Thiện. Nào, mọi người cùng chiêm ngưỡng cái cú phá đã được tập luyện của Lương Đức Thiện. Lương Đức Thiện đang sử dụng một cái cây gậy phá Metkay. Cái dòng phá tương đối là được yêu thích ở trên cái thị trường gậy phá. Cái đợt vừa rồi cái Magic Mila Shop về đến gần gần 30 cây gậy phá và không còn một cây nào. Tỷ số của trận Thế Hiển và Nguyễn Đức Anh hiện giờ đang là 5-3 cho Thế Hiển. Trận Văn Đãng và Thanh Tùng tỷ số đang là 3-1 cho Văn Đãng. Còn ở cái bàn thi đấu giữa Lê Trung và Văn Huynh thì tỷ số gần như là đã là 2-2 rồi, bởi vì còn có con 7 và con 10, con 8, trong khi quyền đang dọn bàn đang thuộc về Văn Huynh. Tình huống không có gì là khó khăn cả. Vâng, các bạn vừa chứng kiến một cú phá được tập luyện của Lương Đức Thiện. Một cái cú phá mà có lực cực kỳ tốt. Vâng, một cú đẩy, cú lê để điều con 2 lỗ 10, nhưng có lẽ lại hơi quá lực rồi, cho nên vâng, mọi người chia sẻ giúp Thành Kiên cái clip này về tường đi ạ. Vâng, một cú đánh góc rất chính xác của Lương Đức Thiện. Vâng, sẽ điều cộng 7 và 8. Không có gì là khó khăn vì cái ở vị trí gần giữa bàn. Cái ở cái góc độ này thì cái con 7 nó sẽ rất dễ là kiểm soát. Nó sẽ không bị chạy ra ngoài. Con cày sẽ gần như là sẽ nằm ở chỗ vị trí con 8, cho nên là con cái kiểm soát cũng rất dễ để điều con 8 ra con 9. Có vẻ như Lương Tiện cu lê để gãi 7. Wow, nhưng mà không may, trời ơi. Con Lương Đức Thiện lại quên mất kiểm soát một tình huống là con cái gãy vào con 7 thì có một cái cửa, đấy là con cái rơi vào lỗ. Và đúng là cái tình huống này đã rơi vào chính xác cái tình huống đấy.
Nên là trong bia mà mọi người chơi thông thường hay bỏ sót những cái khả năng, và cái khả năng đấy thì rất dễ bị xảy ra. Ở bàn bên này thì Thế Hiền vừa có một cú cân một con 7 lỗ góc quá tuyệt vời để dẫn trước Đức Anh với tỷ số là 6-3. Vâng, chỉ còn con 9 và con 10 thôi ạ. Tụt rồi, quá lực rồi. Ôi, có vẻ như lại là chết cả cái luôn. Không, không chết cái, nhưng mà tình huống thì quá khó khăn so với cho viết tâm. Tâm bí tít hơi cầu thả. Bàn có vẻ tưng bởi vì đây là cái bàn mà tôi cũng vừa có một trận đánh với Minh Tài, thì tôi thấy là bàn thời điểm này rất tưng, có vẻ là như đã được sử dụng đánh rất nhiều trận, cho nên là cái bóng rất bẩn và bàn cũng đã rất bẩn rồi, cho nên là cái độ tưng của bàn là rất cao. Hơi dư rồi. Rồi, cơ hội cho Lương Đức Thiện. Quá may mắn cho Lương Đức Thiện. Tỷ số có lẽ sẽ là chắc chắn là 5-2 rồi. Vâng. 5-2 cho Lương Đức Thiện và có vẻ như là Viết Tâm đang đề nghị là đánh luôn, không nghỉ giải lao. Ở nội dung tất cả các nội dung thi như 9B và 10B thì tổng tỷ số khi các cái ván đấu được được 9 ván hoặc 7 ván như là cái game đánh thì trong cái tình huống đấy là cả hai cầu thủ đều có quyền nghỉ giải lao. Và cũng như quy định đấy thì theo theo như tôi được biết thì còn một khả năng nữa để hai cầu thủ có thể nghỉ giải lao, đấy là trong cái trường hợp mà cả hai vận động viên đều đồng ý nghỉ giải lao vào một cái thời điểm nào đấy. Vâng, trên màn hình là các cái sản phẩm gậy tại Magic Billard Shop. Nếu ai có nhu cầu gì về gậy gộc hãy liên hệ với cái số hệ điện thoại của tôi là Thành Kiên ở trên màn hình. Vâng, ở trên màn hình là cái con gậy RC3 Richard Jody. Có trị giá là 3.500 đô. Vâng, là Việt Tâm đã bỏ phí mất ít nhất là hai tình huống như tôi nhớ ở trong cái game đấu này. Đúng ra tỷ số phải là 4-3 cho Việt Tâm. Xin chào Andy Nguyễn. Vâng, và đây là cái ván phá của Viết Tâm. Anh ấy có tận dụng được cái cú phá này để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5-0. Vâng, ăn rồi. 2 bi. Không, ăn có 1 bi thôi. Tuy nhiên con 1 và con cái nằm ở cái vị trí lại không thuận lợi được nữa. Dương Khánh An, xin chào bạn. Vâng, ở bàn bên cạnh thì chỉ còn có 3 bi, 7, 9 và 10. Cái cơ hội kết thúc trận đấu dành cho Thế Hiển đang rất lớn. Chỉ cần Thế Hiển không cầu thả thôi. Wow, Việt Tâm quyết định chém luôn con 1. Tôi chưa hiểu cái ý định của Việt Tâm là sẽ đánh con 1 đấy xong sẽ làm gì tiếp với con 2. Ở trên bàn là Văn Đãng và Thanh Tùng, tỷ số đang là 4-1 cho Văn Đãng rồi. Còn ở trên bàn Văn Huynh thì tỷ số đang là 2 đều cho Văn Huynh.
và đối thủ của Văn Huynh là Lê Trung từ thành phố Vũng Tàu. Đang có cơ hội dọn bàn để nâng tỷ số lên 5-1. Vâng, một cú trô của Lương Đức Thiện, có vẻ như là anh ấy sẽ đánh con 2 kê đầu con 6 hay là sẽ đánh con 3. Vâng, rất khó. Vì nếu như mà vào dây má con 6 một chút và lực lớn một chút thôi là có thể sẽ không ăn được con 2 rồi. Đường riêng. Vâng, đường riêng. Ở góc độ này tôi không nhìn thấy con 2 có đường riêng. Quá chính xác cho cái con bì đấy. Vâng, chỉ còn có 5 bi trên bàn nữa thôi, 6 bi thôi. Cơ hội lên 6 và bước rất gần đến chiến thắng của Lương Đức Thiện đang mở ra rất rộng. Chỉ còn có 5 bi thôi, Lương Đức Thiện rất là chính cẩn thận. Và anh ấy đang chuẩn bị cho mình những cái tâm thái tốt nhất để không để xảy ra sai sót trong cái tình huống này. Và một sự kỹ lưỡng rất chuyên nghiệp của Lương Đức Thiện. Không cầu thả. Vâng, ở trên bàn Thế Hiển thì Thế Hiển đã có trận thắng đầu tiên ở vòng loại này sau khi để thua Quốc Hoàng của thành phố Sài Gòn. Đúng ạ, ở trong các cái giải đấu này thì chỉ cần sai một ly thôi, mở sai một tí má thôi thì tình huống bi nó có thể sẽ trở thành một cái tình huống hoàn toàn khác. Vâng, chỉ còn có 2 bi thôi. Vâng, còn 10 chỉ lỗ rồi. Tỷ số đã là 6-2 cho Lương Đức Thiện. Vâng, chúc mừng Lương Đức Thiện. Chỉ còn một ván đấu nữa thôi là Lương Đức Thiện là sẽ giành được một trận thắng đầu tiên. Ở bên bàn bên cạnh cũng là một trận đấu rất là hay diễn ra giữa hai cầu thủ Mạnh Tùng của thành phố Hà Nội và Hoàng của Vũng Tàu. Vâng, chỉ còn một ván đấu nữa thôi. Tỷ số đang là 6-2 rồi. Quyền phá là thuộc về Lương Đức Thiện. Liệu Lương Đức Thiện có tận dụng được cái cơ hội này để sử dụng cái cú phá đã được tập luyện rất kỹ lưỡng của mình để giành phần thắng trong cái game đấu này không? Kết thúc cái game đấu. Tỷ số đã là 6-2 cho Lương Đức Thiện. Ở bàn bên cạnh thì Đặng Bắc Ninh đang dẫn trước Thanh Tùng của Sài Gòn với tỷ số là 5-1. Văn Huynh dẫn 3-2 của Lê Trung. Vâng, cả nhà cùng xem cái cú phá được tập luyện của Lương Đức Thiện. Cú này phá ăn 6 bi. 1, 2, 3. Vâng, chỉ có 3 bi thôi ạ. Nhưng mà con 1 lại nằm ở cái vị trí rất là không thuận lợi. Vâng, Đức Phạm, xong trận này thì chúng tôi sẽ quay camera sang cái bàn TV giữa trận Hoàng Vũng Tàu và trận
Tùng Trắng của Hà Nội. Mọi người một lát sẽ quay lại nhé để xem cái trận đấu giữa Mạnh Tùng của Hà Nội và Hoàng của Vũng Tàu, Khánh Hoàng. Vâng, Lương Đức Thiện quyết định bóc mặt con một để kết thúc luôn game đấu. Vâng, ăn rồi. Có vẻ như là không chỉ lỗ. Ồ, cơ hội kết thúc ván đấu như vậy mà lại không chỉ lỗ. À, Lương Đức Thịnh có ý định là chạy đạn ở cái con bi đấy. Chỉ nếu biết cú đấy ăn thì chắc đã báo lỗ rồi. Ra thì trong cái điều kiện bàn rất từng như này, một cú đánh nhẹ cũng khiến co bi chạy rất là nhiều. Ồ, một cú trượt rất đáng tiếc, cơ hội để kết thúc trận đấu cho Lương Đức Thiện. Một cú chốt hơi có bi. Vâng, đã có người thể hiện cái sự yêu mến cái cầu thủ Lương Đức Thiện bằng cái việc là tin tưởng Thiện 100%. Xin cảm ơn bạn Tô Ngọc Sơn. Nếu là bạn là mà con gái thì chắc là bạn đã đứt với Lương Đức Thiện rồi. Ồ, một cú co bi nên là không tốt của Lương Đức Thiện. Vâng, cơ hội cho Viết Tâm. Trận Kiến Pháp và Trung thì chưa đánh bạn ạ. Sắp tới. Kiến Pháp mấy giờ đánh Kiến Pháp? Bao giờ đánh? Cái trận này à? Một cú đánh không chính xác. Tuy nhiên lại có may mắn rồi. Không, có vẻ như là không may mắn. Ở cái góc độ này tôi nhìn có vẻ như là đường riêng để chém con ba. Có vẻ như là vậy. Lương Đức Thiện đã ra ngắm băng. Như vậy là không còn đường con ba rồi. Một cú A bằng chỉ ba lỗ góc. Chỉ ba chưa? Đã chỉ lỗ, vâng thưa các bạn, quá chính xác, một cú A bằng quá chính xác. Nào, hy vọng là Lương Đức Thiện thật cẩn thận để kết thúc cái game đấu này nhanh chóng. Vâng, chỉ còn có 5 bi trên bàn. Không có gì là khó khăn cả với Lương Đức Thiện rồi. Vâng, hơi thiếu lực một chút nhưng vẫn đẹp. Ở bàn bên kia thì Thanh Tùng lại có một cú trượt 10 rất đáng tiếc. Xong, gần như là đã kết thúc cái game đấu. Chỉ còn có 3 bi. Trong cái tình huống này thì một cú trích mềm nhẹ con 8 sẽ giải quyết cái ván đấu này.
Vâng, một cú Chovy nữa thôi là kết thúc trận đấu giữa Lương Đức Thiện và Nguyễn Viết Tâm. Lương Đức Thiện là một cái cầu thủ đến từ Bắc Cạn, đang thi đấu cho đội tuyển Hà Nội và làm việc tại Magic Billiard Shop. Nên mọi người nếu như ai có nhu cầu được Lương Đức Thiện hướng dẫn về kỹ thuật chơi bia thì hoàn toàn có thể liên hệ với Magic Billiard hoặc là qua cái địa chỉ của Magic Billiard Shop số 2 Lê Văn Thiêm để được chính Lương Đức Thiện hướng dẫn cho những cái kỹ năng chơi bia từ cơ bản nhất cho đến nâng cao. Vâng, xin cảm ơn các bạn và mời các bạn sẽ quay lại Magic Billiard Shop để theo dõi cái trận đấu giữa Khánh Hoàng và Mạnh Tùng, một cầu thủ đến từ Vũng Tàu và một cầu thủ đến từ thành phố Hà Nội. Wow, ở bên cạnh thì Đã Mân Ninh vừa có một cú cân còn 10 rất là tốt để dẫn lên tỷ số 6-1. Vâng, trên màn ảnh các bạn là các cái sản phẩm gậy của cái Magic Billiard Shop. Mọi người xin mời mọi người ghé Magic Billiard Shop ở số 2 Lê Văn Thiêm hoặc số điện thoại của Thành Kiên ở trên màn hình để có thể được tư vấn hoặc là hướng dẫn kỹ thuật chơi bia một cách chính tôi hoặc là Lương Đức Thiện có thể hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ thuật chơi bia cơ bản nhất cũng như là tư vấn hướng dẫn cho các bạn mua được những cái cây gậy hợp lý nhất.